con sẽ cố gắng làm lụng để phụ giúp dì trả nợ cho cha con. Vậy thì kể từ ngày mai con phải dậy thiệt là sớm, con ra ngoài đồng, khi nào xong hết việc thì con quay về nhà nấu cơm thiệt nhanh, rồi ra ngoài giếng á giặt đồ cho tôi nghe chưa. Sau khi cha mất, Đào phải chịu nhiều tủi cực khi sống cùng mẹ kế và con riêng của bà là Lự. Đem cái này qua cho Đào. Trái với tính tình hiền lành siêng năng của Đào thì Lự lại lười biếng xấu tính, luôn ghen tị với chị. Em gái tôi đang ra đây rồi, công tử hãy mau về đi. Công tử Phúc chỉ xứng với một người xinh đẹp sang trọng như tôi thôi. Ngày nào con còn nhìn thấy con Đào trong cái nhà này, con ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyện gì sẽ xảy ra với Đào khi mẹ con Lự luôn tìm cách để đẩy cô ra khỏi nhà? Mời quý khán giả đón xem diễn biến hấp dẫn của bộ phim cổ tích Đào và Lự, được phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.